Putin không bị thương và ông vẫn đang tiếp tục các công việc như bình thường. Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào Điện Kremlin có thể được định nghĩa đó là một cái âm mưu tấn công khố bụng nhắm vào Putin. Người phát ngôn của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã nói như vậy trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình ATV. Ngoài ra, ông Dmitry Peskov nhấn mạnh Điện Kremlin của Moscow nơi bị hai máy bay không người lái nhắm tới là nơi ở của Tổng thống Nga. Moscow ngày 11 tháng 5, Moscow coi nỗ lực của Kiev nhằm tấn công Điện Kremlin bằng máy bay không người lái là một bước đi thái hóa, đặt Ukraine ngang hàng với các nhà nước bảo trợ khố bụng. Trên thực tế, chúng tôi có thể hiểu đó là một nỗ lực nhằm thực hiện một hành động khố bụng chống lại Tổng thống Nga. Đó là một hoạt động khố bụng hoàn toàn thái hóa và không thể chấp nhận được của đất nước. Chúng tôi tin rằng, bằng cách này, Ukraine thật sự đặt mình ngang hàng với nhà nước tài trợ cho chủ nghĩa khố bụng. Ông Peskov cho biết, chính quyền Nga đang và sẽ tiếp tục thực hiện mọi biện pháp để có thể đảm bảo an ninh. Sáng sớm ngày 3 tháng 5, thì Kiev đã cố gắng thực hiện một cái cuộc tấn công vào khuôn viên của Điện Kremlin. Dịch vụ báo chí của Tổng thống Nga cho biết đó là các sĩ quan quân đội và an ninh đã kịp thời hạ gục các UAV và vô hiệu hóa chúng. Về phần Tổng thống Putin thì ông không bị thương và ông vẫn đang tiếp tục các công việc của mình như bình thường. Thông tin được trích từ hãng thông tấn Nga TASS.